chị cũng coi qua về Ngô Kỷ nó đang nói trên và cái bọn chống cộng ở hải ngoại nói về xuyên tạc về Covid-19 ở trong đất nước Việt Nam chúng ta, đúng không anh chị? Qua cái clip này Nhi muốn nói với anh chị thế này: đất nước Việt Nam mình dập dịch một lần, thứ nhất là chúng ta đã thành công, và sau đó đảng nhà nước ta cũng có bao nhiêu chuyến bay ở hải ngoại để mà đi rước dân Việt Nam chúng ta ở hải ngoại về. Cho nên là cái chuyện mà những người mà bệnh nhân mà cái số bệnh nhân mà tăng lên đó là do một số là người dân nước ngoài về tăng lên thêm. Rồi á là cái ca mà cái ông cụ 70 tuổi á, ổng mắc á, cái ca cái bệnh nhân mà nhiễm virus, cái ca mà ông cụ 70 tuổi là ông bị gì? Ông bị chạy thận là 7 năm rồi. Ông chạy thận 7 năm rồi. Ông chạy thận 7 năm rồi, dù ổng không nhiễm Covid-19 thì ổng cũng tử vong. Đúng không anh chị? Hiện nay Việt Nam mình có 3 ca thôi mà 3 ca đều là lớn tuổi. Như vậy mà cái bọn bao que xuyên tạc. Cái bọn bao que xuyên tạc mà trong khi á, là tất cả trên thế giới chỉ có đất nước Việt Nam chúng ta là đi rước nhân dân về nước mà đi rước người bệnh về nước luôn. Như vậy đất nước người ta Nam ta là chống chống dịch là có phải là đứng đứng hàng đầu thế giới không? Chỉ có 3 ca thôi anh chị. Đừng hoang mang quá, Nhiên đang sống trong đất nước Việt Nam. Nhiên đang sống trong đất nước Việt Nam thì Nhiên thấy cái đó là Nhiên thấy bình thường. Nhiên thấy bình thường tại vì cái một số 3 ca đó là một số đó hả là nó là thấp nhất nhất ở trên thế giới này rồi. Hoàng Giang chị chào em. Chào Bình Dương Vũ Ngọc. Đó. Chỉ có 3 ca đó là thấp nhất thế giới này rồi mà 3 ca đó là những cái ca là chạy thận là chạy thận không mà chạy thận 7 năm rồi anh chị em đúng không? Chạy thận 7 năm dù không nhiễm Covid-19 thì cái ca mà ông cụ đó trước sau gì cũng đã tử vong. Mất đi làm ồn quá không nghe chị nói được. Ừ đi làm đi em. Đó, 11 giờ mấy chưa tăng ca hết cơ. Đó. Vậy mà cái bọn phản động lưu vong cái thằng Ngô Kỷ và bọn phản động lưu vong ở hải ngoại anh chị nó xuyên tạc. Nó xuyên tạc mà Covid-19 mình lúc mà mình dập dịch đợt đầu á thì nó xuyên tạc sao anh chị? Nó xuyên tạc là đất nước Việt Nam mình đó hả là đã gì? Là bao che rồi cái gì giấu thông tin, bưng bít thông tin. Anh chị em chào anh Hoàng Hoàng Nguyễn Thanh Phong nha. Em chào anh Nguyễn Thanh Phong, anh lớn tuổi hơn em. Đó anh chị, thằng Ngu Kỷ và cái bọn mà phản động lưu vong á, bọn giặc phản động lưu vong anh chị. Lúc chúng ta dập dịch một lần đầu thì trên đất nước Việt Nam chúng ta đã dập dịch hoàn toàn là tốt và thành công đúng không anh chị? Thì cái bọn thằng Ngu Kỷ và cái bọn giặc phản động lưu vong này nó xuyên tạc, nó nói là đất nước Việt Nam chúng ta hay là bưng bít thông tin mà hiện nay giờ đất nước Việt Nam mình á, là đến giờ phút này á, sáng nay là 4 ca nữa, 4 ca ở thành phố mình nữa, thì một cái ca đó là đi Đà Nẵng đi đà đi đi du lịch Đà Nẵng về thì cái ca đó là nhưng nhớ là ở đường Tây Thạnh quận Tân Phú thành phố Hồ Chí Minh, một ca đó là đi du lịch Đà Nẵng về. Thì nhiên thấy anh nhiên nói cho cô bác anh chị nghe nè, mình thấy cái nước ngoài như vậy và đảng nhà nước ta mà phòng dịch như vậy hầu như là nhiên nói thật á, nhiên không bao giờ có hoang mang, nhiên không có hoang mang một chút xíu nào hết anh chị. Chúng ta là sao? Chúng ta là người dân đúng không? Mình là người dân, là nhân dân, là đang sống trong đất nước Việt Nam mà mình hãy tin vào đảng nhà nước ta và bộ y tế ta là sao anh chị, là lúc nào cũng phòng dịch rất là tốt là như thế này. Chúng ta từ cái mà cái người bệnh thứ nhất mà đang ở như đường Tây Thạnh đó đi là bắt sau y tế và các ngành các cấp là đi vô là gì, là cách ly xã hội liền. Bắt đầu cái người nhiễm bệnh mà đi từ Đà Nẵng về phường Tây Thạnh thành phố Hồ Chí Minh quận Tân Phú này là từng tiếp xúc với người nào đầu địa đường người thứ nhất, thứ hai, thứ ba, thứ tư, bắt đầu
đem những người đó ra, bắt đầu sao anh chị đi xét nghiệm, đi xét nghiệm và lấy những cái dịch của trên người của những người đó để mà đi kiểm dịch. Thì chúng ta thấy đất nước Việt Nam ta và đảng nhà nước ta, các ngành các cấp Việt Nam chúng ta làm như vậy thì anh chị thấy như sao? Anh chị thấy đảng nhà nước ta quá trời bắt tay và nhân dân bắt tay nhau để mà phòng dịch rất là tốt không anh chị? Anh đất nước Việt Nam chúng ta nhìn, rồi nhân dân Việt Nam ta nhìn lại cái nước ngoài đi. Ở Mỹ nó có làm được điều đó không anh chị? Nước Mỹ nó lớn vĩ đại và tất cả nước bên kia như vậy đâu có lo được người dân. Cho nên cái phòng dịch của cái nước Mỹ nó và cái nước thế giới là nó banh chành như vậy. Còn ở Việt Nam ta là người thứ nhất bị bệnh, bị đi du lịch ở Việt Nam chỉ một ca là biết ngay, còn mẻo thì điếm không sởi. Ở Việt Nam chúng ta chỉ có một ca thôi, một ca miễn đi từ đi cái ca mà đi nhiễm từ ở Đà Nẵng mà đi du lịch Đà Nẵng đi về ở phường Tây Thạnh là đường Tây Thạnh, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh mình, thì bắt đầu là ra một cái ca đó, cái ca này, cái bệnh nhân này đi tiếp xúc với ai và đi gặp người nào, thì bắt đầu đảng nhà nước ta, các ngành các cấp cùng chung tay nhau và nhân dân cùng chung tay nhau, cùng vô cô A, cô B, C đó, bắt đầu đi tìm những cái bệnh nhân mà cái người đó thì tiếp xúc với cái bệnh nhân mà đi từ du lịch ở phường Tây Thạnh này về, bắt đầu là phải đi xét nghiệm lấy mẫu máu làm để mà coi có bị nhiễm hay không để cách ly đó. Nhà nước ta làm như vậy thì cho nên mình là cái người dân trong nước anh chị, Nhiên nó thật lòng, Nhiên không có phải như anh trình độ anh chị em mà cái hiểu biết của Nhiên nó có, thì Nhiên nó thật lòng với anh chị nha. Nhiên tin tưởng vào tuyệt đối luôn 100% nhà nước ta làm rất là cái gì cũng là ok, rất là hoàn hảo, là tốt anh chị. Còn thằng Ngô Kỷ nó thì sao? Nhiên mới xem trên kênh Bosa TV, nó nói thì sao? Lúc mà chúng ta đất nước Việt Nam chúng ta dập dịch một lần đầu quá hoàn hảo, thì cái trên cái kênh Bosa và cái kênh Bosa này là có anh gì Lăng nè, anh Lăng Vũ Hoàng Lăng á, ảnh mời mấy người đó lên để phỏng vấn á, thì một số thằng như Ngu Kỷ và một số người ở trên cái kênh Bosa của anh Vũ Hoàng Lăng nói Việt Nam chúng ta là bưng bít thông tin, là dập dịch lần thứ nhất đúng không anh chị? Cái đó là nó xuyên tạc mình rồi. Lần thứ hai này bắt đầu mình lần thứ hai này á, là hiện nay giờ là được có 3 ca, thì bắt đầu á, tới ca thứ hai bắt đầu bên đó là sao? Ở bên đó từ Vũ Hoàng Lăng rồi Ngô Kỷ rồi anh gì nói chung là thằng Ngô Kỷ đi, còn mấy người kia Nhiên cũng không biết tên gành, Nhiên cũng coi qua cái clip hôm qua của trên đài Bosa TV á, thì nó nói là sao? Có 2 ca thì sao, xin chia buồn, đừng buồn, người dân Việt Nam đừng quá hoang mang á anh chị đi. Cái câu đầu thằng Ngô Kỷ nói là đừng có hoang mang, cái câu sau nói là Việt Nam hả, chết không phải là 2 người hay là 200 người hay là hoặc 2.000 người hay là 20.000 người anh chị, bởi vì cái bọn phản động lưu vong này á, giặc á, mình gọi là giặc á, từ thằng Ngu Kỷ nó già như vậy rồi mà tới đời này nó ngu cả một thế kỷ. Thằng Ngu Kỷ anh chị nó đã ngu rồi, đã tên Ngu Kỷ ngu rồi, đã già rồi mà nó ngu cả một thế kỷ, nó mở miệng ra anh chị nghĩ đi, mình có hai người chết vì Covid-19 mà thằng Ngô Kỷ nó này nè, 200 người hoặc 2.000 người hoặc 20.000 người anh chị. Cái số liệu hiện nay bây giờ sáng nay mình cập nhật thông tin đó là 589 người nhiễm Covid-19. Vậy cái số mà người chết là 20.000 người, vậy là nó hơn, vậy là cái số liệu chết hơn cái số nhiễm anh chị. Bởi vì cái phát ngôn của thằng Ngô Kỷ anh chị, cái phát ngôn của thằng Ngô Kỷ á, bởi vì nói bởi bọn chống cộng 3 người thì đúng là 3 người mà em ghét. Khi mà nó cập nhật thông tin đó là hôm qua hôm kia là có 2 người đó, nó làm cái clip đó đó. Cho nên á là hiện nay giờ á, cái số liệu mình ở đây á, trong nước mình là 3 người nhiễm Covid-19 nó tử vong có 3 người thôi. Đó, nhưng mà thằng Ngô Kỷ nó nói gì? Đó anh chị, và tội nghiệp và thương quý nhất là những người y tế, y tá, bác sĩ và các ngành các cấp ở tuyến đầu.
Hiện nay bây giờ á, cái người mà mệt mỏi nhất là các ngành các cấp ở trên tuyến đầu mặt trận mà để chống Covid-19. Cho nên chúng ta là người dân, có thương những người mà đang hiện nay ở tuyến đầu, chúng ta ngồi đâu ngồi yên đó để làm chi? Để cùng với mà những người mà đang ở trên tuyến đầu đó, để làm chi? Cùng phòng ngừa, phòng tránh dịch. Mình ngồi đâu ngồi yên ở đó, dù ở nhà dù không có dịch hay đi ra ở, mình cũng phải ở nhà, có đi ra đường mình cũng phải mang khẩu trang, mình cũng tránh tiếp xúc chỗ đông người. Đó là gì? Là mình đã thương những người đang ở tuyến đầu rồi anh chị. Qua cái vụ này rồi á, anh Nguyễn Hồng Phúc rồi anh Ngô Kỷ gì đó, những người mà tôi gọi là ở bên kia chiến tuyến bên chống cộng á, các anh á cũng là người dân như chúng tôi, máu đỏ nha, da vàng, những người ở tuyến đầu ở Đà Nẵng hiện nay và các ngành các cấp đó, các đơn vị đó, để lo cho cái thành phố Đà Nẵng dập dịch như vậy, mà trong khi đó là có gia đình của các anh còn đang sinh sống ở trên Đà Nẵng nữa. Các anh có thương về đảng nhà nước không? Thương những người đứng đầu ngành không? Buông ra các anh giỏi xuyên tạc, bịa đặt là giỏi, bu khống là giỏi. Tôi nói thiệt, tôi không bao giờ muốn nói nặng lời với những người mà gọi là chống cộng cực đoan. Tại vì các anh là cái người chống cộng cực đoan, buông ra nói những lời bịa đặt xuyên tạc, cho nên làm tôi bức xúc và tôi phải xúc phạm các anh. Chứ các anh cũng là người Việt với chúng tôi không muốn xúc phạm các anh đâu. Nhưng mà cái đầu của các anh nó ngu, nó ngu quá ngu rồi, đem đi so với những cái người mà phi công, những người bình thường, người bệnh tật, mà so với người phi công đó. Tôi nói thật á, bởi vì cái bọn chống cộng á, làm đủ mọi cách, và cái bọn giặc ngầm á, làm đủ mọi cách để mà làm sao? Để mà làm mất uy tín của đất nước Việt Nam, để cho cả thế giới đừng đầu tư vào đất nước Việt Nam. Cái đó là gì? Cái đó là giặc ngầm đang phá hoại, âm mưu phá hoại cái đất nước Việt Nam chúng ta đấy. Cho các anh biết, các anh đừng có nói các anh ăn tiền của ai, các anh đang ăn tiền của ai, các anh đang ăn tiền trợ cấp của ai ha? Các anh ăn tiền trợ cấp của thằng Mỹ. Trên mặt trận á, thằng Mỹ nó lên á là nó nói tốt thế này thế kia, nó ngoại giao bắt tay với Việt Nam, nhưng mà dưới á, ở dưới á là nó chơi trò đánh cháo khái niệm, nó chơi giặc ngầm ha. Nó chơi giặc ngầm, nó cho tiền các anh, nó đi gì, nó đưa tiền cho cái bọn chống cộng nó ăn, để chi cho bọn chống cộng để xuyên tạc vào đất nước Việt Nam. Rồi các anh ra buông ra, rồi muốn Trung Quốc với Mỹ đánh nhau, rồi Việt Nam đi theo Mỹ. Tôi nói cho hai anh biết á, anh Ngô Kỷ với anh mà Nguyễn Hồng Phúc á, tôi nói cho hai anh biết, thằng Mỹ với thằng Trung Quốc có đánh nhau ngoài Biển Đông đi chăng nữa, Việt Nam cũng đéo theo thằng nào, cũng đéo theo thằng Mỹ, cũng đéo theo thằng Trung Quốc luôn. Vì hai thằng đó là hai thằng bịp bợm, hai thằng gian manh. Nó làm như vậy, nó đóng một màn kịch gì để cho Việt Nam theo nó à? Đóng theo màn kịch gì để Việt Nam theo Trung Quốc à? Không, cũng không theo. Rồi Mỹ đánh thằng Trung Quốc gì để cho Việt Nam theo, Mỹ cũng không theo. Nó chơi đó gì? Nó chơi, nó đóng kịch để cho Việt Nam theo. Từ ngàn xưa giờ Việt Nam đéo theo thằng nào? Tự lực, tự cường. Hai thằng bay tự sao? Đánh nhau đi. Hai thằng bay tự đánh nhau đi. Tao không tham gia, không tham chiến. À, đụng tới tao đi, quốc tế vô tha can thiệp. Chứ tao không theo thằng nào, bất cứ theo thằng nào đâu. Tôi nói cho hai anh biết, anh Ngô Kỷ với mà anh gì, anh Ngô Kỷ với anh Nguyễn Hồng Phúc buông ra, hãy bắt tay vào Mỹ đánh Trung Quốc, bắt tay vào nó làm nô lệ cho thằng Mỹ hả? Giống thời cái chế độ Việt Nam Cộng Hòa hả? Chế độ bù nhìn Mỹ, thằng Mỹ nó dựng lên hả? Chơi gì chơi ngu vậy? Rồi giá tỷ đi theo thằng Trung Quốc đi, thì các anh cũng làm gì? Anh cũng nằm dưới trướng nó, anh phải phục tùng nó. Nó sẽ sao? Nó cai trị lại anh cũng như là thằng Mỹ mà cai trị cái đám mà cái chế độ cũ mà ăn hại đó. Việt Nam á, thấy nhỏ bé vậy á, cái đầu có ngu đâu các anh không có ngu như các anh nghĩ đâu. Nha, tôi là một con đàn bà. Nha. Tôi là một con đàn bà với hai anh đó, tôi nói thiệt, tôi bỏ túi. Anh Ngô Kỷ với anh Nguyễn Hồng Phúc cỡ hai anh đó, tôi bỏ túi 30 giây. Hả? Buông ra nói Mỹ đánh Trung Quốc rồi phải theo Mỹ, đi theo Mỹ làm gì? Hả? Thằng Mỹ đánh Trung Quốc rồi bắt đầu đi bỡ đích Mỹ, đang cho Mỹ đi vô là giống ngày xưa để nó cai trị Việt Nam chúng ta.
không theo ai hết á, từ ngàn xưa giờ, cái thời mà chống giặc Pháp, giặc Trung Quốc ngộ gì một ngàn năm đô hộ giặc Tàu rồi, 100 năm đô hộ giặc mà Pháp rồi, 20 năm á, lại sao đánh giặc Mỹ rồi, Việt Nam tự lực tự cường rồi, từ ngàn xưa rồi chứ phải mới bây giờ đâu mà nó phải đi theo này kia, tự lực tự cường cả bây giờ cũng vậy, nó chống dịch bây giờ Việt Nam đủ mưu trí, đủ mưu trí để mà sao để mà dập dịch, đánh dịch này cũng như là đánh giặc từ ngàn xưa vậy đó. Tôi nói cho hai anh biết chứ, hai anh nói là Việt Nam phải bưng bích, làm gì phải bưng bích, đưa những thông tin của mỗi một bệnh nhân đó lên vô sổ hết, lưu già vào sổ bệnh hết, y sẽ y tế của quốc tế sẽ đi vào Việt Nam kiểm tra ba cái đó, những cái người bệnh nhân đó có đúng sự thật hay không, làm cái gì mà phải bưng bít thông tin. Ngày xưa đó Việt Nam đánh giặc Mỹ giặc Pháp đó ha, giặc, ngày xưa là 1.000 năm đô hộ giặc Tàu, 100 năm đô hộ giặc Pháp, 20 năm đô hộ giặc Mỹ, thấy chưa? Rồi sau 79 đánh giặc mà Trung Quốc tới giặc Phong Bót luôn. Vậy cho nên cả thế giới phải cúi đầu, cúi đầu mà phải sao kính nể đất nước Việt Nam từ ngày xưa, từ thời mà đánh giặc. Bây giờ Việt Nam cũng làm như cái thời mà đánh giặc ngày xưa luôn. Mình dập dịch, đúng không? Đất nước Việt Nam, nhà nước Việt Nam dập dịch. Đó thì cũng như đang đánh chặn giặc mà giặc ngoại bang ngày xưa nó đang xâm nhập vào đất nước Việt Nam chúng ta. Thì mình làm sao mình đưa tất cả những hồ sơ bệnh nhân, mình đưa tất cả hồ sơ bệnh nhân và lưu sổ bệnh nhân này trong bệnh viện hết. Để chi? Cho tất cả các nước vào để mà đi tìm cái số lượng 589 bệnh nhân này ở đâu, và người ta phải đi vô tới đó, người ta phải đi tìm, phải đúng là những người này là cái người đang bệnh không. Chứ chúng ta đâu có đưa thông tin bưng bít để chi? Để cho cả thế giới, y tế của cả thế giới vào Việt Nam người ta còn kiểm chứng, để cho người ta sao quy phục, họ tâm phục và khẩu phục đất nước Việt Nam chúng ta. Chứ mắc cái gì, mắc cái gì mà phải đi bưng bít thông tin các anh? Ngày xưa đánh giặc Pháp có bưng bít thông tin không? 1.000 năm đánh giặc Tàu đó có bưng bít thông tin không? Không có. 100 năm đánh giặc mà Pháp có bưng bít thông tin không? Cũng không có. 20 năm đánh giặc Mỹ có bưng bít thông tin không? Cũng không có luôn, đúng không? Rồi á là cả 10 năm đánh giặc Trung Quốc ở phía Bắc và phía Nam giặc bên Bóp có bưng bít thông tin? Cũng không có. Cho nên cả thế giới mới tâm phục khẩu phục đất nước Việt Nam. Đó, cho nên cả thế giới là phải tâm phục vào Đảng Cộng sản Việt Nam hiện tại bây giờ. Và bây giờ Việt Nam, Đảng Cộng sản Việt Nam hiện nay bây giờ đang dập dịch, đang đánh dịch Covid-19 này cũng như đánh giặc ngày xưa. Để làm chi? Đưa hết thông tin những bệnh nhân lưu bệnh lên đó để cho cả thế giới vào kiểm duyệt. Để làm chi? Để cho cả thế giới nhìn vào đất nước Việt Nam chống dịch như chống giặc để tâm phục khẩu phục. Cho nên tôi nói với anh Ngô Kỷ và anh Nguyễn Hồng Phúc á, các anh đàn ông mà cái đầu của các anh nó toàn là gì? Toàn là sống thời kỳ đồ đá. Hai cái não của các anh, hai người thằng đàn ông như anh á, đồ ngu. Tôi nói thẳng mẹ đồ ngu. Các anh á, già hết rồi. Mở miệng ra cho bớt ngu đi nha. Anh Ngô Kỷ với anh Nguyễn Hồng Phúc á, già hết rồi. Mở miệng cho bớt ngu, bớt xàm xí đú đi nha. Tôi là một con đàn bà, tôi không có trình độ chính trị chính anh chính em, mà cái nhận thức của tôi hiện nay giờ Đảng nhà nước Việt Nam đang làm tốt cho người dân, cho nên tôi nhìn cái sự việc đó tôi lên là tôi nói. Các anh nói là gì Đảng Cộng sản Việt Nam bưng bít là dở sao? Các anh cái gì cũng chỏ ngỏ nói Việt Nam là dở vậy, nhất là thằng quỷ già Ngô Kỷ, canh già thằng già Ngô Kỷ. Việt Nam dở hả? Đảng Cộng sản dở hả? Sao các anh không nhìn lại nước Mỹ đi? Đất nước Mỹ vĩ đại của các anh đấy. Các anh nói là đất nước Mỹ vĩ đại và y tế Mỹ là giỏi nhất thế giới đó. Hiện nay giờ sao? 4 triệu mấy trăm ngàn người nhiễm Covid-19, 250 mấy ngàn người chết. Đấy. Sao các anh không nói về đất nước Mỹ giùm cho tôi đi? Không nói là chính phủ Mỹ dở giùm cho tôi đi? Còn đây đất nước Việt Nam dập dịch gần 100 ngày qua, trên 100 ngày qua là 3 tháng mấy trời. Không có một số ca nhiễm mà tăng ca ta tăng lên. Vì cái những cái số nhiễm ca nhiễm này mà hiện nay về 589 là những người nhiễm ở nước ngoài để rước về Việt Nam. Các anh nên nhớ nha.
Và những người mà nuôi bệnh này, phát bệnh này á, là những người là từng tiếp xúc với cái bệnh nhân trong bệnh viện. Cho nên các anh nó buông ra nói Việt Nam dở. Tại sao các anh nói Việt Nam dở mà các anh không biết xấu hổ với nhân dân trong nước vậy? Hả? Các anh đang sống ở đâu? Các anh đang sống, anh Ngô Kỷ và anh Nguyễn Hồng Phúc đang sống tại trên nước Mỹ. Tại trên nước Mỹ. Mà tại sao nói Mỹ dở đi? À, Mỹ là tới giờ 4 triệu mấy trăm ngàn người là nhiễm rồi. 250 mấy ngàn người chết vì Covid-19 rồi. Sao nó Mỹ dở dùm cho tôi đi các anh. Cho nên hai anh đừng có chỏ cái mỏ về Việt Nam dùm cho tôi nha. Hai anh đừng chỏ mỏ về Việt Nam. Và cái đám chống cộng đừng chỏ mỏ về. Hôm nay làm clip này gửi cho các anh chị mà chống cộng cực đoan đó, và Ngô Kỷ và anh Nguyễn Hồng Phúc đấy. Nhưng chào cô bác anh chị em, nhưng chúc cô bác anh chị em ở Việt Nam buổi chiều trưa nhiều vui vẻ và nhiều sức khỏe nha. Còn anh chị mà đang sinh sống ở nước ngoài thì nhiều sức khỏe để mà chống lại dịch Covid-19 nha. Như chào tất cả cô bác anh chị, chống dịch như chống giặc, yêu nước là phải ở nhà lôi nhôi, loạn xạ là đéo yêu. Như chào là tất cả nha. Như chào tất cả anh chị em, chào cả nhà. Nè, ngồi xuống có bụng mà, đứng gì không có bụng. Chào anh chị.